Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2 tháng 6, Nga ngăn chặn cuộc tấn công ở biên giới, cảnh báo trả đũa cơ quan an ninh quốc gia Liên bang Nga. FSB và Bộ Quốc phòng Nga đã đẩy lui một cuộc tấn công của đặc nhiệm nhằm vào tỉnh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga cùng các đơn vị FSB đã chặn đứng một âm mưu đột nhập lãnh thổ và thực hiện hành vi phá hoại của Nga nhằm vào tỉnh lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 6 giờ địa phương. Hai nhóm binh sĩ với sự yểm trợ của xe tăng tiến vào lãnh thổ Nga ở khu vực nằm gần khu dân cư và trạm kiểm soát biên giới theo Bộ Quốc phòng Nga. Các lực lượng vũ trang Nga và FSB đã đẩy lui tổng cộng 3 cuộc tấn công của Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Bộ Quốc nêu rõ, trong quá trình đẩy lui quân đối phương, không quân Nga đã thực hiện 11 cuộc không kích, trong khi pháo binh Nga thực hiện 77 cuộc pháo kích vào các đơn vị tổng cộng. Có hơn 30 binh sĩ, 4 xe bọc thép, 1 pháo phản lực và 1 xe tải bị vô hiệu hóa. Liên quan đến cuộc tấn công của ở biên giới Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã lên tiếng chỉ trích Ukraine vì các vụ tấn công nhằm vào vùng. Ông cho biết các cuộc tấn công của Ukraine sẽ phải trả giá. Và quân đội Nga đã có kịch bản đáp trả phù hợp bằng cách tấn công trực tiếp vào các cơ quan đầu não của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt giờ sẽ trở thành một chiến dịch chống khủng bố, đối phương cần phải bị loại bỏ, chúng ta cần phải phá hủy sở chỉ huy đầu não của đối phương. Đây là nơi và mọi kế hoạch tấn công được vạch ra,